Nếu ai thường xuyên theo dõi Trấn Thành có thể thấy nam MC là người rất yêu thú cưng. Thế nhưng, mới đây một chuyện không may đã xảy ra với chú mèo da vua của anh. Theo Trấn Thành, mèo cưng của anh đã vừa qua đời khiến ông xã Harry Won vô cùng buồn bã, đau đớn đến bật khóc. Trong bài đang được đăng tải vào 3 giờ 50 phút sáng nay, ngày 23 tháng 11 của Trấn Thành, nam MC cho biết ra vua đã đồng hành với vợ chồng anh suốt 3 năm nay. Vào chiều qua, khi gia đình chùi rửa nhà bằng hóa chất, chú mèo đã được đưa ra nhốt ngoài ban công để tránh độc hại. Tuy nhiên, điều nam MC không thể ngờ là chiếc lưới an toàn ở ngoài ban công nhà anh lại bị phía thi công làm ẩu, khiến ra vua có thể chui ra và rơi xuống từ tầng 32 dẫn tới tử vong. Nhà tôi có 4 ban công. Ban đầu, tôi cho rào 3 cái rất chắc chắn, định chừa lại một cái không rào để ngắm cảnh cho đẹp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cũng khá nguy hiểm cho các con nên một thời gian sau tôi nhờ một đơn vị làm rào khác làm nốt cái ban công còn lại. Nhìn bằng mắt thì chúng y như nhau, tôi nghĩ chất lượng của nó cũng tương tự 3 cái kia nên không thèm kiểm tra chất lượng. Mà xui cho tôi là hôm nay lại nhốt 2 con ngay cái ban công đó. Tìm khắp nhà mãi không ra, tôi bắt đầu nghi ngờ cái lưới này, bèn ra kiểm tra. Tôi dùng tay kéo nó, và quả thật, dây nhựa quá dẻo nên dùng sức thì hoàn toàn có thể tạo ra một lỗ khá to đủ để bọn mèo chui qua. Khoảnh khắc đó, vợ chồng tôi nhìn nhau chết lặng. Nam MC đau đớn viết, anh cũng bày tỏ sự tức giận vì phía đơn vị thi công đã lắp sản phẩm kém chất lượng cho nhà mình và gửi lời cảnh báo tới những ai đang nuôi thú cưng. Bây giờ là 4 giờ sáng, tôi chọn kể ra câu chuyện này để nhắc những bạn nào đang nuôi mèo mà nhà ở cao, hãy làm ngay những điều cần làm để đừng như tôi. Ngoài ra, Trấn Thành cũng gửi lời xin lỗi và mong được tha lỗi tới thú cưng. Tôi tìm được con ở bụi cây dưới tòa nhà, nó bị gãy tay và thổ huyết. Khi kéo con ra từ bụi cây, người nó đã co cứng lại như một tảng băng. Tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của nó trên đoạn đường rơi xuống từ tầng 32. Ôi, da, cua đáng thương, thật tội nghiệp, chắc nó sợ và đau lắm. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm da, cua ơi, ba mẹ tệ quá, thật ngu ngốc khi để con ở ngoài đó. Con tha lỗi cho ba mẹ nha. Qua rồi con à, con sẽ không đau nữa, con ngủ ngoan nhé. Ba mẹ vẫn sẽ luôn thương và nhớ về con. Da, cua xinh đẹp, ngu ngốc ạ. Zip my baby.